Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi chỉ đạo của Thủ tướng sau khi xem xét báo cáo của Bộ Giáo dục Đào tạo vào ngày 31 tháng 5 về môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội liên quan đến chương trình giáo dục môn lịch sử cấp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương tổ chức hội thảo với các đơn vị, cơ quan liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học để thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để đề xuất phương án phù hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, làm tốt hơn công tác truyền thông để xã hội được cập nhật đầy đủ hơn đối với chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác giáo dục lịch sử cho học sinh. Trước đó, sáng ngày 23 tháng 5, trình bày báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2022. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng cho hay, Chính phủ sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của nhân dân, đại biểu Quốc hội về việc quy định lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục ở cấp trung học phổ thông. Thưa quý vị, tại Việt Nam, rác thải chôn lấp vẫn là phương pháp được áp dụng phổ biến, nhưng chỉ có khoảng 20% các bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Còn nhiều các lò đốt cỡ nhỏ không có hệ thống xử lý khí thải hoặc có nhưng không đạt yêu cầu về môi trường. Đây là thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Môi trường năm 2022 với chủ đề Quản lý chất thải và trách nhiệm của doanh nghiệp. Hội thảo do Tạp chí Tài nguyên Môi trường tổ chức trực tuyến tại Hà Nội với 63 điểm cầu vào chiều ngày hôm qua mùng 2 tháng 6. Nhiều tham luận và các ý kiến thảo luận của các diễn giả, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học từ Việt Nam, Nhật Bản, Phần Lan, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khuyến nghị đối với quản lý chất thải phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. Hiện nay, rác thải điện tử, chất thải nhựa sử dụng một lần, túi ni lông không được thu gom, xử lý đúng cách. Do đó, những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 để định hướng các địa phương và doanh nghiệp trong quản lý, đầu tư, xử lý chất thải hướng đến phát triển bền vững và nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, hạn chế, giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần. Nhằm đào tạo thêm nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, mới đây, Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, hai đơn vị sẽ hợp tác theo hình thức cùng hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo nhân lực trong khối ngành sức khỏe, chia sẻ nguồn lực, viết và in ấn giáo trình, tài liệu nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức là nơi thực hành, hỗ trợ cung cấp và kết nối giảng viên các chương trình đào tạo cho sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức có địa điểm khá phù hợp vì gần với cơ sở trường, ký túc xá, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, điều kiện, kỹ thuật hiện đại. Nên đây chính là một trong những nơi lý tưởng để giúp cho các em sinh viên được thực hành các mô đun như đời sống bệnh viện, tim mạch, hô hấp và nhiều môn học khác. Trước đó, đơn vị này cũng đã không ngừng chủ động tìm kiếm, kết nối với các cơ sở đào tạo uy tín và chất lượng trong khối ngành sức khỏe, qua đó hướng đến mục tiêu phát huy nguồn lực sẵn có, góp phần chia sẻ không gian y tế chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết Diệt Sâu Bọ là ngày lễ lớn trong năm, thể hiện mong muốn xua tan xui xẻo, cúng cầu mùa màng bội thu. Vào ngày này thì hầu hết các gia đình người Việt đều chú trọng chuẩn bị mâm lễ cúng đầy đủ, thành tâm. Tuy nhiên, năm nay các hoạt động mua bán hàng hóa phục vụ Tết Đoan Ngọ tại Thành phố Hồ Chí Minh không được nhộn nhịp như mọi năm. Ngay từ sáng sớm thì các tiểu thương tại chợ truyền thống đã bày bán các mặt hàng để phục vụ cho dịp Tết Đoan Ngọ như là bánh ú cho hay là trái cây, lá sông. Tuy nhiên là hoạt động mua bán ở đây không được nhộn nhịp như mọi năm. Theo các tiểu thương thì lượng khách giảm đi từ 30 tới 50%. Bởi do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như việc các chi phí vật giá leo thang theo giá xăng khiến cho người dân chắc chiu hơn trong chi tiêu. Một số người thì mong muốn có được những sản phẩm tốt thì cũng đã đặt hàng từ nhiều ngày trước. Giảm phân nửa như mọi năm, giờ này chỉ bán nhiều lắm, mà nãy giờ chỉ khách trên này ra được có mấy người, không có nhiều. Ảnh hưởng rất nhiều, khách hàng hóa lên rồi khách mua online không à. Sau cái dịch này giờ khách đi mua online nhiều hơn rồi, khách ra chợ. Gia đình chị chuẩn bị hoa quả, trái cây, rồi bánh. Bánh này như là bánh chưng rồi bánh ú để cúng ông bà tổ tiên. Giá xăng tăng thì chị cũng có điều chỉnh. Đi chợ là thịt, rau củ nọ kia là cũng có lên giá theo và nhiều mặt hàng khác lên giá theo. Các loại bánh cúng, trầu cau, lá sông tăng trung bình từ 5 đến 10.000 đồng.
mặt hàng trái cây cũng tăng giá từ 20 đến 30%, tăng nhiều nhất đối với các loại trái cây miền Tây. Giá cả tăng mà lượng khách lại ít đi, nên các tiểu thương giảm lượng hàng đi nhiều so với mọi năm. Ví dụ như mỗi lần người ta bán, người ta mua người 20-30, giờ ta mua chừng chục. Kinh tế người ta eo hẹp, người ta bỏ mình mắc, rồi mình làm thì nó cái kinh phí nó nhiều hơn thì nó phải mắc hơn rồi. Giá xăng tăng nên là tất cả các mặt hàng đều tăng hết. Mặt hàng nào về tại ta cũng như nhu cầu là đi lại bằng xe cộ hết trơn nên là mặt hàng nào cũng phải tăng hết trơn á. Nhập hàng mình cũng phải là lựa, ví dụ như là mình phải coi chợ, tình hình chợ sao mình mới nhập hàng được. Nếu mà mình nhập hàng nhiều quá mình sẽ bị tồn hàng. Tại các siêu thị, các mặt hàng trái cây và nông sản Việt cũng được tăng cường từ 30 đến 40% để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Đoan Ngọ. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng cam kết bình ổn giá và giảm giá mạnh cho những loại trái cây được ưa chuộng và đang trong mùa vụ. Sáng nay, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày dự án luật dầu khí sửa đổi và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Theo tờ trình của Chính phủ, thời gian qua hoạt động dầu khí đã phát sinh một số vướng mắc bất cập như một số vấn đề thực tế phát sinh mang tính đặc thù của hoạt động dầu khí nhưng chưa được quy định cụ thể bởi luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật, dưới luật hoặc quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Một số vấn đề chưa đồng bộ với các quy định pháp luật khác. Việc xây dựng dự án luật dầu khí sửa đổi phải đáp ứng yêu cầu đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Trước hết, gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là về năng lượng, bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên, chủ quyền quốc gia, bao gồm cả chủ quyền pháp lý, xây dựng thể chế hội nhập, khẳng định vị thế của Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, tăng cường năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, tránh lợi ích cục bộ, các ngành. Cũng trong sáng nay, Chính phủ cũng trình Quốc hội dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về hai dự án luật này. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Nhiều đại biểu đánh giá dự thảo của nghị quyết là cần thiết cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau này, bởi hiện có khoảng 150.000 phạm nhân, có tới 54% chưa có nghề nghiệp trước khi phạm tội, nhưng vẫn có ý kiến e ngại, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn. Tuy nhiên, không vì e ngại mà chúng ta bỏ đi cơ hội và nhu cầu chính đáng của phạm nhân được cải tạo thông qua lao động. Và kết quả khảo sát của Bộ Công an cho thấy là hầu hết phạm nhân đều mong muốn thành thạo được một nghề để sau khi mãn hạn tù dễ tìm được việc làm. Và đoàn công tác của chúng tôi khi đến khảo sát tại các trại thì nhiều phạm nhân cũng đã tâm sự với chúng tôi rằng ban đầu khi mới vào trại thì nghĩ rằng cuộc đời đã đặt dấu chấm hết. Nhưng mà với môi trường lao động tích cực, mỗi ngày tự tay làm ra nhiều sản phẩm, từ đó cũng đã quên đi sự chán nản và tìm được niềm vui trong lao động, mong sớm có một ngày trở về. Một điểm khó khăn được các đại biểu nêu là với 54 trại giam trên cả nước thì 34 trại ở vùng sâu vùng xa, khó khăn nên việc doanh nghiệp đầu tư dạy nghề cho phạm nhân là rất khó khăn. Nên để cho trại giam chủ động tìm kiếm các ngành nghề phù hợp, thuận tiện tại địa bàn đóng quân, trong đó có thể có cả các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước, cả các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, sau đó đề nghị cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an phê duyệt. Một số ý kiến cho rằng, theo tinh thần của dự thảo nghị quyết lần này đã mở rộng thêm đối tượng, bao gồm cả đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, do đó chỉ hạn chế đối tượng có mức án cao nhất trên 15 năm tù đến chung thân hoặc tử hình.